Thì cảm ơn mọi người nha. Thì hôm nay Mộc đang giao hàng về phường Bình Tân, La Ghi, Bình Thuận nha mọi người. Thì giao hàng cho anh Sáng nha. Đó, và anh Sáng thì anh rửa nước cho sạch sẽ các sản phẩm đồ gỗ Mộc giao thì anh mới mang vô trong nhà nha mọi người. Đó, thì giao khách hàng thì mỗi người mỗi tính. Đó, nhiều khách hàng như chẳng hạn như anh Sáng này thuộc dạng này cũng thuộc dạng độc đó mọi người. Tại vì khách hàng Mộc giao hàng có khách hàng người ta rửa đồ gỗ trước khi người ta mang vô trong nhà thì mà không biết là có kiêng kỵ gì không, nhưng mà cũng có Mộc giao thì nhiều khách cũng như vậy. Nhưng mà ăn sáng thì ăn xịt toàn bộ luôn. Đó. Nói chung là Mộc giao đồ gỗ thì gỗ tự nhiên hết. Tất cả mấy cái này gỗ quý thì Mộc cũng sơn xịt lót dưới gầm á. Nên mọi người xịt rửa nước thoải mái nha. Tụ thời ăn xịt bên trong bên ngoài bình thường không sao hết. Đó, như mấy này gỗ quý thì mọi người cứ coi Mộc giao xuống, mọi người cứ coi vân gỗ. Không thì cứ rửa thoải mái, đó, mang vô trong nhà cho nó sạch sẽ. Đó, cứ xịt trong xịt dưới gầm rồi thoải mái nha mọi người. Hai hộp con vừa xịt đấy. À, dạ. Hai hộp đâu bạn? Ờ đúng rồi, đúng rồi, hai hộp luôn. Thì bộ này thì Mộc đang giao xuống thì của ánh sáng là bộ này thùng gỗ gõ đỏ. Đấy, gỗ gõ đỏ toàn bộ thùng funky thì bộ này thì giá của nó là 28.500.000. Còn cái tủ thờ chín ô chém gõ là lúc ấy mọi người coi ấy thì cái tủ đấy thì tủ 1m8 giá của nó là 21.900.000. Đó. Còn ăn sáng ăn đặt thêm một cái giường gỗ gõ đỏ nữa. Thì giường gỗ gõ đỏ thì cái đuôi lớn mọi người loại này 1m8 2m thì giá hiện tại của nó thì là 8.700.000. Đấy, giường gỗ gõ đỏ vương miện đuôi lớn. Đó, thì ăn sáng ăn đặt combo 3 món này. Đó. Ăn rửa toàn bộ mọi người. Đó, rửa trong ngoài rửa toàn bộ luôn. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn rửa sạch ấy, nhưng mẫu này thì ăn sáng ăn xịt nước sơ qua như thế này thôi thì cũng bình thường. Còn nếu mà mọi người đồ gỗ mọi người dơ ấy, mà nó dính nó bám bụi hay là nó mọi người để lâu mà nó cứ dính vết này vết kia hay đồ ăn hay dầu mỡ rồi nọ ấy, thì mọi người cứ lấy nước rửa chén nhé mọi người. Mọi người rửa lên như mọi người rửa bát rửa tô luôn. Đó. Như rửa nồi nêu xong chảo, mọi người cứ xịt lên mọi người rửa cài sạch các ngóc ngách, nhưng mà rửa cái bằng cái khăn, nó không có cúc hay là cái đồ gì để nó chảy xước lên nha. Xong sau đó mọi người xịt qua một cái nước lại thêm một lần nữa, nghĩa là mọi người xịt ướt xong mọi người đổ nước rửa chén lên, mọi người rửa xong mọi người xịt nước lại lần nữa. Xong sau khi mà trước khi mọi người mang vô trong nhà thì mọi người xịt khô lại nha. Mọi người xịt khô hay lấy cái khăn khô mọi người lau lại cho nó không có bị đọng nước nữa. Đó, chứ mọi người đừng có để nước không nha. Để nước không là mọi người để đọng lên này, về lâu dài này nó bị dính nước này, nó sẽ bị ố mọi người. Giống như gương á. Mấy cái gương hay là mấy cái đồ gương mua hay là những cái tấm kiếng ấy, mọi người để lên mà mọi người không nước thì nó cứ đọng lại thì nó bị ố. Thì mọi người phải lau bằng nước rửa kiếng. Đó. Thì mọi người cái này thì mọi người chỉ cần lau khăn khô thôi là được rồi. Đấy, bộ thùng gõ đỏ funky toàn bộ. Cái kiểu dáng này thì mọi người thấy cái kiểu dáng này, nếu mọi người coi thì cái kiểu dáng này khá là lạ. Thì bởi vì cái kiểu này là của khu là nghề Mộc sản xuất. Là nghề đồ gỗ Hố Na, Tân Hoài, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì giao về cho ăn sáng ở La Ghi thì cắt mộc về khoảng cỡ 130 cây. Ở Mộc giao là từ Huế tới Cà Mau nhé mọi người. Hôm nay Mộc mới giao một xe tải đi phía dưới Quảng Ngãi với Huế với Bình Định rồi nọ. Mộc giao thì giao nhiều tỉnh thành lắm, cứ từ Huế tới Cà Mau thì Mộc giao. Còn những cái đồ nhỏ nhỏ thì giao toàn quốc, là Mộc có giao ra Hà Nội, Hải Dương rồi Thanh Hóa có giao luôn. Nhưng mà Mộc chỉ giao mấy đồ nhỏ nhỏ thôi. Còn mấy đồ lớn thì cũng giao, nhưng mà thường các khách hàng nào đặt thì người ta nhiệt tình lắm thì Mộc mới giao thôi. Bởi vì giao cái này ấy, như này giao cái này thì nó hơi cực. Bởi vì đồ gỗ mà mọi người giao mà không có kỹ càng ấy, mà vận chuyển xa quá mà không vận chuyển được. Cái này phải vận chuyển xe Mộc đi nha, thì nó mới không chảy xước nha. Còn nếu mà Mộc mà giao chằn xe hay là giao qua mà mấy cái bến xe rồi nọ, người ta chất lên ấy mà người ta không biết chất hay người ta không biết lót mút á, là giao về là chảy sơn hết,
lè về là phải sơn lại thôi, là mất mấy triệu rồi, không thôi giao ra ngoài khách hàng không nhận thôi, người ta trừ tiền cọc của mình đi thôi là chết rồi. Chẳng hạn giao tủ thờ này, cái tủ thờ này 1m8 là 21.900.000 nha, cái bộ ghế là 28.500.000, 21.900.000 cái tủ này đó. Thì mộc mộc giao ra ngoài, chẳng hạn giao khách hàng ra người ta không nhận, giao Hà Nội giao ra không nhận đi, hay quăng giữa đường à, phải không mọi người? Đâu có được. Nếu mà xe của mộc thì giao đi, chẳng hạn bạn không nhận hàng, mộc có thể vận chuyển về, không tính tiền phí của bạn. Nếu mà bạn không nhận hàng nha, mộc giao chẳng hạn giao từ Huế tới Cà Mau, nếu bạn không nhận hàng là mộc không tính tiền phí ship của bạn luôn, bạn không mất bất cứ khoản chi phí nào luôn. Giao hàng đúng hàng, nhận hàng kiểm tra xong thì thanh toán, không đúng hàng gửi trả lại, hay là không ưng ý gửi trả lại bình thường. Đó, đây là mấy cái hàng mà đấy mộc chất đi thì sẽ lót cẩn thận như thế này. Đó, khu làng nghề mộc thì chuyên vận chuyển thì nó chuyên rồi. Đó, đây là một số cái hàng khác mộc giao cho khách, mọi người coi tham khảo thử nha. Đó, cái này thùng sư tử thì bộ này là 27.900.000. Chung mấy mẫu thùng này thì bên mộc đang bán rất là chạy rồi. Và hàng mộc đúng chất cây nên rất là đẹp nha. Nên mọi người coi hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái. Rồi, nếu mọi người thấy clip của mộc hay, bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi các mẫu hàng bên của mộc và của khu làng nghề mộc là làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai nha mọi người nha. Rồi chào mọi người nha.